Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defense, quả là những ngày cuối năm bận rộn, tin tức cứ dồn dập, nay đã chuẩn bị sẵn một số vũ khí thông thường, nhưng ai ngờ một loạt các vũ khí nóng lại lên sóng đúng trước ngày nghỉ lễ Tết Dương. Vâng, thưa các bạn, sau khi đã con mắt với tàu săn ngầm, tàu tên lửa, cải hoán tàu chiến cũ, mời các bạn chiêm ngưỡng các hình ảnh mới nhất và lần đầu tiên tương đối đầy đủ của tổ hợp tên lửa bờ do Việt Nam phát triển ra mắt trong khuôn khổ triển lãm nội bộ tại Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng cuối năm 2023 khai mạc vào sáng nay ngày 29 tháng 12 với sự tham gia và chỉ đạo của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Nhưng từ chiều ngày hôm qua 28 tháng 12, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có chuyến thăm và kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị Quân chính toàn quân tại Hội trường Bộ Quốc phòng. Qua đó, ống kính nhà đài một lần nữa lướt qua một số loại vũ khí khí tài được trưng bày, giới thiệu tới các lãnh đạo đảng, nhà nước, quân đội và các đại biểu tham gia hội nghị. Không khó để nhận ra những hình ảnh mới nhất về niềm tự hào của công nghiệp quốc phòng Việt Nam, kỳ tích của Viettel, tổ hợp tên lửa bờ trang bị tên lửa hành trình nội địa VCM. Lần này, VCM xuất hiện không chỉ với một xe phóng mà những hai xe phóng cùng với đài điều khiển tên lửa và đặc biệt là sự xuất hiện có thể nói là công khai lần đầu tiên của tên lửa hành trình VCM. Vỗ tay! Cụ thể, nhìn vào bức ảnh các bạn đang thấy trên màn hình, có thể thấy đập vào mắt chúng ta ngay bước chân đầu tiên là hai quả đạn tên lửa hành trình VCM với hình dáng tương đối giống với mô hình vỏ thân đã từng xuất hiện trước đây. Rất tiếc, đội tiêu binh đã che mất góc nhìn đuôi đạn nên chúng ta chỉ nhìn được phần nửa thân trên với mũi con thoi và bốn cánh lái tam giác. Dĩ nhiên, người ta chưa chịu quay thứ mà chúng ta khao khát được thấy, đó là tham số kỹ thuật của tên lửa. Hy vọng rằng trong sự kiện lần này, ống kính truyền hình sẽ vô tình lướt qua một vài dòng. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi nghi vấn đó là tại sao lại trưng bày tới hai quả đạn thay vì chỉ cần một quả là đủ. Phải chăng đây là hai phiên bản của tên lửa hành trình VCM cho ít nhất hai mục đích khác nhau? Bởi lẽ, thông thường, các hệ thống tên lửa hành trình tương đương của Nga sẽ có rất nhiều phiên bản, nòng cốt là 3 phiên bản chính bao gồm phiên bản phóng từ bệ phóng trên bờ, phiên bản phóng từ tàu mặt nước, phiên bản phóng từ máy bay tiêm kích và có thể là có cả tên lửa phóng từ tàu ngầm. Hiện nay, Việt Nam đã thử nghiệm phiên bản VCM phóng từ tàu mặt nước bên cạnh bản VCM bắn từ trên bờ. Do đó, không loại trừ khả năng trưng bày hai quả minh họa là nói về hai phiên bản trắng. Thành tố thứ hai trong tổ hợp tên lửa bờ VCM là bệ phóng tự hành đặt trên khung gầm xe tải Kama, có ít nhất hai xe phóng tự hành được trưng bày tại triển lãm, không rõ là có gì khác nhau giữa chúng hay chỉ đơn giản là minh chứng việc tổ hợp đã đi vào sản xuất loạt không. Căn cứ vào các hình ảnh, có thể thấy phần khung gầm được trang bị một cabin công tác ở ngay sau cabin lái, tiếp đó là tới cụ bệ phóng 4 ống hình vuông thay vì dạng bệ phóng tròn. Có khả năng sau một thời gian đánh giá thử nghiệm, ta đã quyết định sử dụng bệ phóng hình hộp thay cho hình tròn. Chưa rõ điểm khác biệt ở đây là gì, phải chăng sử dụng hình hộp dễ chế tạo hơn? Thành tố thứ ba là đài điều khiển VRS-M6 do Viettel phát triển với đặc trưng là cụm anten nâng cao. VRS-M6 được phân loại là đài radar cơ động tầm trung băng X đa nhiệm có khả năng cảnh giới và chỉ thị mục tiêu cho tổ hợp hỏa lực bờ biển. Theo tạp chí kỹ thuật trang bị số ra tháng 10 năm 2023, VRS-M6 có nhiều tính năng tương đương, thậm chí vượt trội so với các sản phẩm nhập khẩu. Ví dụ như khả năng cơ động khá tốt, yếu tố sống còn trong tác chiến hiện đại. Kích thước anten và hệ thống xử lý nhỏ gọn cho phép nâng độ cao anten lên 10m, trong khi đài Monolith B của tổ hợp K300P Bastion P nhập khẩu từ Nga chỉ nâng được lên độ cao 7,5m. Từ đó, VRS-M6 tăng 10-30% khả năng phát hiện mục tiêu trong giới hạn tầm nhìn thẳng. Hệ thống xử lý của VRS-M6 cũng có tốc độ cao hơn. Được biết, đài VRS-M6 được các kỹ sư Viettel hoàn thành thiết kế, chế tạo và thông tuyến phát sóng đài chỉ trong vòng 18 tháng, vượt kế hoạch được giao. Thông thường thì một sản phẩm từ lúc bắt đầu thiết kế đến khi hoàn thành sẽ mất ít nhất 18-24 tháng. Giai đoạn tiếp theo để sản phẩm tối ưu tính năng thông thường sẽ mất thêm 12 tháng nữa. Sản phẩm đài radar VRS-M6 dự kiến sẽ đem lại doanh thu gần 2.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2022-2025 với tổng số 15 đài. Mỗi tổ hợp tên lửa bờ VCM có thể có từ 4-6 bệ phóng tự hành và một đài điều khiển hỏa lực. 15 đài là tương đương với 15 tổ hợp trắng. Ngoài 3 thành phần trên, chúng tôi còn trông thấy một khí tài trông như là xe cầu, nạp đạn với hệ thống cận cầu. Các thông tin này nhìn chung vẫn còn sơ khai, vẫn mong được nhìn thấy vài dòng chú thích trong sự kiện ngày hôm nay. Ngoài nhân vật chính VCM, các hình ảnh tại sự kiện tiếp tục công bố một loạt các sản phẩm nổi bật của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, trong đó bao gồm cả một số hệ thống UAV có vẻ như lại là lần đầu tiên ra mắt.
Cụ thể, ở cùng hàng với tên lửa VCM sẽ là một phần bộ khí tài tên lửa phòng không S-125VT Petora VT, dự án nâng cấp tổ hợp tên lửa S-125M Petora trong nước, do Viettel tiến hành theo đặt hàng từ Bộ Quốc phòng. Ít nhất, tại sự kiện đã trông thấy bệ phóng 5P-73 cùng đạn tên lửa 5V-27 sau khi đã được Viettel đại tu và đài điều khiển tên lửa SNR-125VT. Điều mà chúng tôi trộm nghĩ là dường như thay vì đặt trên xe rơ móc như phiên bản S-125-2TM, có vẻ như là đài điều khiển SNR-125 đặt trên khung gầm cơ động hoàn chỉnh. Ngay kể bên bệ phóng S-125VT là khẩu cao xạ tự hành ZSU-234 sau cải tiến hiện đại hóa với việc thay thế cụm radar RPK-2 bằng tổ hợp khí tài trinh sát quang điện tử, cũng như việc bổ sung thêm hai bệ phóng tên lửa với 4 quả đạn tên lửa tầm ngắn, tầm thấp kiểu X-LA. Loại này đã được trưng bày công khai tại triển lãm Việt Nam Defense năm ngoái ở sân bay Gia Lâm nhưng chưa thấy việc ứng dụng cho các đơn vị chiến đấu. Ở một hướng khác, chúng tôi nhìn thấy một bệ phóng đơn đặt trên giá hai chân, nghi vấn chính là bệ phóng của UAV tấn công cảm tử do Viettel phát triển, lộ diện cách đây không lâu. Cách đó không xa là khu vực trưng bày của một loạt các kiểu loại UAV mà khung hình các bạn đang xem cho thấy ít nhất 3 mẫu UAV chưa từng biết đến trước đây. Bao gồm 2 mẫu UAV sơn màu đỏ. Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng đây có khả năng là thiết kế bia bay để huấn luyện cho bộ đội phòng không tập bắn. Tuy nhiên, dường như một trong hai mẫu bố cục như dạng UAV cất cánh thẳng đứng với 3-40 cánh quạt nâng, điều hiếm thấy với UAV bia bay. Mẫu còn lại là kiểu UAV trinh sát thông thường, có kích thước lớn hơn so với các mẫu UAV cỡ nhỏ từng được Viettel trưng bày nhiều lần. Điều thú vị là phần động cơ cánh quạt được lắp ở đầu mũi thay vì ở đuôi. Điều đó càng củng cố khả năng để mẫu UAV kiểu mới, còn mới tới đâu thì cần thêm dữ kiện. Đáng chú ý, tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương cho biết, trong năm 2024, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường chính xác điện tử, tác chiến không gian mạng, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, các hoạt động phát triển kinh tế biển, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó hiệu quả với thách thức an ninh phi truyền thống, tổ chức chặt chẽ, chất lượng, an toàn các cuộc diễn tập. Quân đội thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng, tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự, xã, phường, thị trấn, quy định kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Quân đội sẽ tập trung nâng cao năng lực, ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực, tạo đột phá mới, làm chủ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vật tư kỹ thuật, bảo đảm cho các loại vũ khí trang bị, nhất là vũ khí trang bị hiện đại. Với tuyên bố của một lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng, kỳ vọng vào năm 2024 rực rỡ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam.